Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Xin Cha ban cho chúng con lòng ăn năn thống hối tội lỗi, liên lỉ thống hối và quyết tâm đền tội. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2023. Vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới bài viết Đức Chúa Giêsu dạy về vị giáo hoàng mang tước hiệu vinh quang cành ô liu. Mở ngoặc, Benedicto 16, đóng ngoặc. Guatemala, ngày 8 tháng 2 năm 1990, Đức Chúa Giêsu dạy. Số 31. Lòng kiêu căng tự phụ của lũ con của ta đã làm cho chúng khước từ Chúa Thánh Linh. Tinh thần bất phục tùng của chúng khi chúng không nghe lời ta làm cho chúng trở nên mù quáng, trở nên câm và điếc. Và chính vì thế chúng rơi vào tay quỷ Satan. Và cũng chính vì thế còn nhiều điều ác dữ khác đang chờ đợi chúng. Vì giáo hoàng mang tước hiệu sự vinh hiển của ngành cành ô liu đang tới gần. Và dưới triều đại của giáo hoàng này, những tín đồ của Do Thái giáo kiêu căng và tự phụ sẽ được đề cao. Và chúng sẽ hạ nhục đám con cái chân chính của Hội Thánh Thiên Chúa. Và giấc mơ của người Do Thái là nắm được quyền lực vinh quang trên thế giới sẽ trở thành sự thực. Chúng là dân đã được Thiên Chúa lựa chọn, nhưng Thiên Chúa đã từ bỏ chúng. Và Thiên Chúa đã lấy nước thiên đàng khỏi tay chúng, nhưng chúng đã không chịu nhìn nhận sự mất mát lớn lao đó. Và chúng phải mang trên vai lời nguyền rủa là những kẻ giết Đức Chúa Trời. Chúng vẫn còn trông đợi đấng cứu thế của chúng. Một đấng cứu thế không giống như ta. Nhưng chúng trông đợi một đấng cứu thế theo như ý muốn của chúng. Một đấng cứu thế làm Chúa của trần thế. Một đấng cứu thế quyền năng và chiến thắng, mà chỉ nói một lời là đủ bá chủ được mọi người trên mặt đất. Và vì lòng kiêu căng của chúng nên sự toàn thắng mà lòng chúng ước ao sẽ được phép xảy ra. Nhưng sự toàn thắng này không phải do ta mà có. Và bởi vì thời giờ của chúng đang tới gần, nên chúng ta cho phép chúng được hợp nhất lại thành một quốc gia. Khi thời giờ của chúng tới, chúng sẽ được ban cho sự toàn thắng, mà chúng sẽ được một đấng, và chúng sẽ được một đấng cứu thế theo như lòng ao ước và trông đợi của chúng. Và đấng cứu thế này sẽ làm cho chúng trở nên hùng mạnh, vì chúng sẽ nhận được quyền lực của Satan
và chúng sẽ nhận được đấng cứu thế của chúng, kẻ mà chúng đã trông đợi từ lâu, và chúng sẽ chấp nhận kẻ ấy. Xin ngưng ở đây để chia sẻ thêm. Chúa đã cho biết sự ác dữ khác đang chờ đợi chúng. Vì giáo hoàng mang tước hiệu vinh hiển, sự vinh hiển của cành ô liu đang tới gần. Vì giáo hoàng này là Benedicto 16. Và khi Chúa dạy về điều này thì lúc đó là ngày 8 tháng 2 năm 1990, nghĩa là lúc đó Benedicto 16 chưa làm giáo hoàng. Nhưng Chúa đã phải cảnh báo cho chúng ta biết sự lầm lạc của ông ta là như thế. Để khi năm 2010 sách sự thật ra đời là một công cụ của ma quỷ lừa gạt con cái Thiên Chúa, thì chúng ta đã biết Đức Chúa Giêsu đã khiển trách Benedicto 16, mà trong sách sự thật thì lại nói Benedicto 16 là lãnh đạo đạo binh còn sót lại. Do đó chúng ta hiểu ngay sách sự thật đấy. Thật dễ dàng, dễ hiểu thôi. Đó. Đó là điều chúng ta cần lưu ý. Cần lưu ý, và nhất là nhóm sứ điệp từ trời cần lưu ý điều này, để nhận ra ma quỷ đã lừa gạt mình. Bởi vì mình quá thích thú khi mình được sống ở trong trời mới đất mới 1.000 năm. Đó là sự sai lầm của sách sự thật, mà chỉ cần một điều thôi là nghe lời Đức Chúa Giêsu dạy và tiên tri tiên báo từ 15 năm trước khi ông ta làm giáo hoàng. Nhưng điều này Chúa Lực đã nói rất nhiều, nhưng họ vẫn không tin, không chấp nhận. Đó là nhóm sứ điệp từ trời. Họ đang dẫn mọi người xuống hàng ngục. Con xin lại tiếp tục đọc. Và chúng sẽ chấp nhận kẻ ấy. Ta sẽ tiếp tục nói cho chúng con biết điều này, bởi vì dân của ta cần phải biết sự thật. Cho dù các con không muốn nghe ta nói, ta sẽ tiếp tục nói và chỉ bảo cho các con biết điều gì là sai lầm giả dối. Ta không bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong việc nói và cảnh báo đàn con trai của ta, bởi vì cuộc đại trừng phạt đang tới gần trên thế giới. Vì thế giới này đã mất đức tin, không còn tin vào giáo lý của ta nữa. Hỡi đàn con của ta, hãy đưa mắt mà nhìn. Đây là lý do tại sao Hội Thánh Do Thái đã bị Thiên Chúa từ bỏ. Và Thiên Chúa từ bỏ chúng bởi vì chúng đã không còn đức tin để tin vào giáo điều của Thiên Chúa nữa. Và chúng đã phạm nhiều tội lỗi, làm bùng nổ cơn thịnh nộ của cha muôn đời. Chúng đã không chấp nhận ta là đấng cứu thế của chúng, là Thiên Chúa của chúng. Và chúng đã bị trừng phạt vì đã đóng đinh ta vào thập giá. Đây là một sự thật không ai có thể chối cãi. Mở ngoặc, vậy mà giáo hoàng Benedicto 16 lại đề cao Do Thái giáo và hạ bệ Công giáo, thì quả là ông ta đã lạc đạo. Ông ta còn nói trong sách sự thật là hai nhân chứng trong sách Khải Huyền đó là Do Thái giáo và Công giáo. Nhưng ông ta đã sai lầm, bởi vì trong nhiều thông điệp, Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã dạy hai nhân chứng ấy là Enoch và Elia. Chúa Lực đã được hỏi Đức Chúa Giêsu về sách sự thật, nhưng ban đầu Chúa Lực cứ tưởng là ngụy giáo hoàng Benedicto 16 viết và bà Maria Divan Maxi
chỉ là cái bung sung của ông ta. Nhưng khi Chúa Lực được phép hỏi Đức Chúa Giêsu qua ngôn sứ Loan Anh, thì Đức Chúa Giêsu dạy là sách sự thật do các linh hồn thuộc chính thống giáo và Tin Lành sa hỏa ngục được Lucifer sai về mặc khải cho các nhà thần học của hai giáo phái này. Họ viết và gửi về cho Benedict XVI phát hành. Đó là tất cả sự thật về sách sự thật mà Đức Chúa Giêsu đã dạy cho Chúa Lực. Nay Chúa Lực trong vai trò mai sen của Đức Mẹ và Phêrô II của Đức Chúa Giêsu. Phêrô II giáo huấn nhóm sứ điệp từ trời như vậy trong bài viết này. Một điều cần biết nữa là sau khi Chúa Lực tố cáo nhóm sứ điệp từ trời thủ tiêu ba thông điệp của Thiên Chúa ban cho Hội Thánh qua nữ tù Guadalupe ở Guatemala là thông điệp Đức Chúa Giêsu ban, sứ điệp đặc biệt về các linh mục ngày 16 tháng 7 năm 1989. Thứ hai là thông điệp Đức Chúa Giêsu ban sứ điệp đặc biệt về ngôi vị Giáo hoàng ngày 8 tháng 2 năm 1990. Thông điệp thứ ba là thông điệp Đức Mẹ ban, thông điệp La Salette dẫn giải một năm 1990 ngày 25 tháng 5 năm 1990. Nhóm sứ điệp từ trời đăng hố ba thông điệp này là vì họ không hiểu, không biết Giáo hoàng mang tước hiệu là Vinh Quang Cành Ô Liu chính là Benedict XVI, mà trong thông điệp sứ điệp đặc biệt về ngôi vị Giáo hoàng nơi số 31 mà con vừa đọc đó, Đức Chúa Giêsu đã khiển trách ngụy Giáo hoàng. Đức Chúa Giêsu đã khiển trách ngụy Giáo hoàng Benedict XVI, và cũng trong thông điệp này, Đức Chúa Giêsu đã định nghĩa cho chúng ta biết thế nào là một ngụy Giáo hoàng. Như vậy chúng ta hiểu Benedict XVI là một ngụy Giáo hoàng. Nhưng nhóm sứ điệp từ trời không biết Benedict XVI chính là vị Giáo hoàng mang tước hiệu Vinh Quang Cành Ô Liu. Mà vì họ không biết nên đã đăng hố thông điệp sứ điệp đặc biệt về ngôi vị Giáo hoàng này. Họ đăng hố bởi vì trong thông điệp này Đức Chúa Giêsu khiển trách vị Giáo hoàng Benedict XVI này. Vì vậy họ phải thủ tiêu ba thông điệp này luôn. Họ mang tội hủy diệt lời Chúa để không còn ai biết Đức Chúa Giêsu đã khiển trách ngụy Giáo hoàng Benedict XVI. Đó là âm mưu của ma quỷ mà nhóm sứ điệp từ trời không hề hay biết mình đã làm tay sai cho ma quỷ. Mà bây giờ có nói cho biết họ cũng không tin, bởi vì họ đã bị tên ngụy Kitô nó chiếm lĩnh linh hồn họ rồi. Hay nói cách khác, họ dâng linh hồn của họ cho ma quỷ, bởi vì họ tin vào sách sự thật là sách của ma quỷ, với hy vọng rằng mình sẽ được sống trong kỳ nghìn năm hạnh phúc tuyệt vời. Chứ họ không muốn tiếp nhận mặc khải, sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong đó, Đức Chúa dạy phải đi con đường thánh giá thần linh là đọc kinh cầu nguyện nhiều và phải thức đêm vào vườn Gethsemane canh thức mà an ủi Chúa. Phải canh thức 5 tháng liên tiếp như vậy thì sẽ được Thiên Chúa đóng ấn, dấu ấn vĩ đại vào trái tim để biến trái tim chúng ta nên nhà tạm tình yêu của Thiên Chúa. Và như thế đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh Khải Huyền chương 2 câu 16 đến 17. Vậy hãy lo hối cải, bằng không kiếp đây ta sẽ đến với người mà giao chiến với chúng bằng thanh kiếm miệng ta. Ai có tai thì hãy nghe thần khí phán dạy gì cho các hội thánh. Ai thắng, ta sẽ ban cho manna tàng ẩn, và ta sẽ ban cho nó sỏi trắng, và khắc trên sỏi một tên mới, tên không ai biết được, trừ phi là người lĩnh lấy. Ai thắng ta sẽ ban cho manna tàng ẩn,
và ta sẽ ban cho nó sỏi trắng và khắc trên sỏi một tên mới, tên không ai biết được trừ phi là người lĩnh lấy. Mana tàng ẩn, đó là dấu ấn vĩ đại Thiên Chúa đóng vào trái tim để biến trái tim chúng ta nên nhà tạm tình yêu của Thiên Chúa. Tại sao Chúa Lực lại biết những sự kiện này? Là vì Thiên Chúa quan phòng ban cho Chúa Lực được biết. Và khi Đức Mẹ dẫn Chúa Lực đi tải những thông điệp này về, thì sau đó ma quỷ nó phát hiện. Nó chưa đẹp từ trời đăng hố. Và chỉ trong một ngày thì nó ra lệnh gỡ xuống hủy bỏ. Cho nên Chúa Lực quay trở lại trang web đó không còn thấy nữa. Nên không còn ai thấy trên Internet ba thông điệp đó nữa. Từ đó chỉ có Chúa Lực là người công bố truyền bá ba thông điệp đó mà thôi. Nếu không đồng hành với Thiên Chúa và Đức Mẹ thì Chúa Lực cũng không biết đến ba thông điệp này. Và Chúa Lực là nhân chứng cho lịch sử tố cáo sách sự thật là của quỷ. Và sau khi sự kiện đăng hố này xảy ra thì sách sự thật đã chấm dứt, nhưng lại phải viết thêm rằng từ nay các con chỉ lắng nghe ta qua những thông điệp này mà thôi. Phải nói như thế để cho người ta đừng xem những thông điệp khác là thông điệp sứ điệp đặc biệt về ngôi vị giáo hoàng, thì họ sẽ biết Đức Chúa Giêsu đã khiển trách Benedict XVI. Như thế, ông ta không thể lãnh đạo đạo binh còn sót lại được. Và họ sẽ không tin sách sự thật nữa. Dù biết nói như thế là sai chân lý, nhưng sách sự thật vẫn phải nói những sự gian dối. Vì sợ mọi người biết Đức Chúa Giêsu đã khiển trách Benedict XVI. Bởi vì tất cả mọi mặc khải thông điệp của Thiên Chúa qua dòng lịch sử Hội Thánh đều phải đọc để được hiểu biết, và những mặc khải đó sẽ soi sáng cho chúng ta hiểu thời sự tâm linh hiện nay. Phải đọc tất cả là điều cần thiết. Vì thế cho nên sách sự thật nói như vậy là sai. Nhưng nhóm sứ điệp từ trời có biết như thế là sai không? Không. Họ không đủ trình độ để biết, nên họ mới bị lừa đau đớn như thế. Về tước hiệu vinh quang cảnh ô liu của giáo hoàng Benedict XVI, thì người ta biết được là theo thứ tự của các vị giáo hoàng thời cuối. Nhưng ý nghĩa của tước hiệu vinh quang cảnh ô liu thì chưa ai hiểu. Chưa ai hiểu được. Và thường thì những ý nghĩa đó phải trải qua một thời gian có khi là khá dài, thì người ta mới biết được ý nghĩa một cách chính xác. Nhưng trường hợp Chúa Lực được Thiên Chúa quan phòng soi và soi sáng cho Chúa Lực hiểu được ý nghĩa biểu tượng vinh quang cảnh ô liu thì khá là đơn giản. Chúa Lực giải thích như sau. 15 năm trước khi Benedicto làm giáo hoàng, thì ngày 8 tháng 2 năm 1990, Đức Chúa Giêsu đã ban thông điệp cho chúng ta hiểu rằng trong triều đại của giáo hoàng mang tước hiệu là vinh quang cảnh ô liu, thì ông ta sẽ đề cao cho Thái giáo và hạ bệ Công giáo. Bởi vậy người Do Thái rất thích ông ta, nên vào năm 2011, chính phủ Do Thái đã tặng cho Benedict XVI một cây ô liu cao 4 mét, rộng 2 mét. Và đó là ý nghĩa của tước hiệu vinh quang cảnh ô liu. Nhưng đó là vinh quang của sự giữ. Vinh quang này không đến từ Thiên Chúa. Và như thế chúng ta biết rằng sách sự thật là sách của ma quỷ. Và chúng ta hãy xem mình tạ ơn Thiên Chúa đã tiền báo trước 15 năm cho chúng ta biết về ngụy giáo hoàng Benedict XVI, để chúng ta nhận ra sách sự thật không đến từ Thiên Chúa nhưng là của ma quỷ, kẻo chúng ta bị ma quỷ nó lừa gạt. Nhưng nhóm sứ điệp từ trời vì quá thích sống ở trong triều đại ngàn năm hạnh phúc mà không biết phân định nữa, nên ma quỷ nó đã lừa gạt. Ngụy giáo hoàng Benedict XVI còn sai lầm nhiều điều khác nữa.
Chẳng hạn như ông ta phủ nhận phép lạ bằng những lời thật là ngớ ngẩn. Nhưng nhóm sứ điệp trịch trời thì không biết những điều đó, nên họ càng u mê lầm lạc mà tin vào sách sự thật. Để ma quỷ nó lừa gạt mọi người, thì nó cho sách sự thật nói rằng khi nào ma quỷ chưa sửa lời truyền phép, thì Chúa vẫn còn hiện diện trong thánh lễ. Bởi vì nhóm sứ điệp trịch trời không biết rằng Kinh Thánh đã tiên báo, sách Daniel chương 7 câu 21 đến 22, tôi cứ mãi nhìn thì sừng ấy đã giao trình với chư thánh và đã thắng được họ, cho tới khi đấng cao niên đến và thắng án được ban về phần chư thánh của đấng tối cao. Và thời đã đến, thời chư thánh được nước làm của mình. Nghĩa là các tư tế đã bại trận trước ma quỷ, và việc thánh lễ thuộc về ma quỷ sẽ kéo dài cho tới khi Chúa quang lâm. Nhưng khi đã ứng nghiệm lời tiên báo Daniel chương 7 câu 21 đến 22 đó, thì Đức Mẹ đã ban mệnh lệnh cho hội thánh qua ngôn sứ Maria Nguyễn Thị Nhung, mà Chú Luật đã công bố rằng kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2017, tất cả mọi thánh lễ đã thuộc về ma quỷ. Các con hãy xưng tội thiêng liêng và riết lễ thiêng liêng. Rồi tới khi ứng nghiệm lời tiên báo Khải Huyền chương 18 câu 4, dân của Thiên Chúa phải lo tránh xa. Và tôi đã nghe một tiếng từ trời phán, hỡi dân ta, hãy ra khỏi nó, kẻo thông đồng với tội của nó mà chuốc lấy các tai ương phạt nó. Vì chừng tội lỗi của nó đã chất cao thấu trời, và Thiên Chúa đã nhớ lại các điều phi nhân bất nghĩa nó đã làm. Thì ngày 11 tháng 3 năm 2018, Đức Chúa Giêsu đã ban thánh chỉ cho Hội Thánh Việt Nam, hãy rút ra khỏi Vatican. Đức Chúa Giêsu truyền cho Chúa Lực qua ngôn sứ Maria Nguyễn Thị Nhung là hãy soạn một văn bản là thánh chỉ của Đức Chúa Giêsu truyền cho Hội Thánh Việt Nam rút ra khỏi Vatican. Những lời tiên báo trong Kinh Thánh thì tất cả đã được ứng nghiệm, và Thiên Chúa đã truyền cho Phêrô II công bố trên toàn thế giới. Nhưng dù Chúa Lực đã nói nhiều lần vì yêu thương anh em mình, thì những người tin sách sự thật vẫn không chịu tin. Vì sự kiêu căng của con người họ, họ không chấp nhận mình đã sai lầm. Họ không chấp nhận mình đã bị ma quỷ lừa gạt. Và vì sự kiêu căng của con người họ không cho phép họ tiếp nhận chân lý của Thiên Chúa. Như thế đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh Roma chương 1 câu 18. Quả vậy, từ trời cơn thịnh nộ của Thiên Chúa được mặc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật. Nghĩa là bởi vì họ kiêu căng ngạo mạn, cho nên họ không tiếp nhận mặc khải của Thiên Chúa đã ban cho họ. Ai đã được Thiên Chúa mặc khải mà không nhận ra những dấu chỉ thời đại thì những người ấy là kẻ giả hình. Luca chương 12 câu 54 đến 57. Và Ngài nói với dân chúng, khi các ngươi thấy mây đập mọc bên đoài, tức khắc các ngươi nói mưa kéo đến, và có như vậy. Khi thấy gió nồm bốc thổi, các ngươi nói trời sẽ hành, và có thế. Quân giả hình, ráng đất và trời các ngươi biết thẩm định. Còn về thời buổi này, sao các ngươi lại không biết thẩm định? Và xin cáo lỗi đây, Chú Lực đã viết thiếu một câu 57. Câu 57 đó là, tại sao các ngươi không tự mình mà tìm hiểu? Nhiều người, rất nhiều người là kẻ giả hình, mà họ không hề hay biết. Kẻ giả hình là kẻ đạo đức giả, chứ không có lòng kính yêu Thiên Chúa. Không có lòng kính yêu Thiên Chúa thì tất cả đều là hư không vô ích mà thôi. Nghĩa là tất cả những gì họ làm được nhưng không có tình yêu, không vì tình yêu, nghĩa là không vì lòng kính yêu Thiên Chúa mà làm, nhưng chỉ làm để cho được lên thiên đàng mà thôi. Bởi vì lời Kinh Thánh đã phán dạy, anh em hãy hăm hở sao cho được những ân điển trọng hơn
bài ca Đức Mến. Và còn một con đường siêu vời mà tôi muốn bày tỏ cho anh em. Chương 13 câu 1: Giả như tôi nói được các thứ tiếng nhân loại và thiên thần mà tôi không có lòng mến, thì tôi chỉ là thanh la vang vảng, hay chúng trẻ chập chen. Và giả như tôi được ơn tiên tri và biết mọi sự mầu nhiệm, toàn cả chi chi, và giả như tôi được tất cả lòng tin khiến chuyển được đồi núi mà tôi lại không có lòng mến, thì tôi vẫn là không. Và giả như tôi đem cả gia tư vốn liếng mà phát triển, và giả như tôi nộp mình chịu thiêu mà tôi lại không có lòng mến, thì tất cả cũng hư không vô ích cho tôi. Hầu như tất cả mọi người đọc Kinh Thánh mà không hề biết đoạn Kinh Thánh này, hoặc giả có biết nhưng không hiểu ý nghĩa thâm sâu của đoạn Kinh Thánh này. Họ không cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đang yêu thương mình vô bờ. Vì thế họ không có lòng kính yêu Thiên Chúa, mà hầu hết họ chỉ giữ đạo để được lên thiên đàng mà thôi, chứ Thiên Chúa không được gì nơi trái tim của họ. Thật là đáng buồn, và nó cũng là nguyên nhân của mọi sự trừng phạt của Thiên Chúa, nhất là những người tin lành và các giáo phái ly khai. Thế thì còn nói gì đến tất cả tín ngưỡng do loài người bày đặt ra? Xin mọi người cầu nguyện cho nhóm sứ điệp từ trời đang chìm sâu trong lầm lạc và sẽ hư mất. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa. Hết. Chúng con tạ ơn Chúa đã yêu thương dạy bảo chúng con. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa. Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen.